Minh Vương sang Thái Lan thăm gia đình Kia Ti Súc. Cuối tuần trước, tiền vệ Trần Minh Vương sang Thái Lan du lịch và được cả gia đình huấn luyện viên Kia Ti Súc tiếp đón. Sau khi vòng 15 khép lại, V-League 2023-2024 nghỉ một tháng để U23 Việt Nam tập trung tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar. Minh Vương vì thế có thời gian du lịch Thái Lan và đến chơi nhà huấn luyện viên Kia Ti Súc. Tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai được Di Cô Thái cùng vợ và ba con gái chiêu đãi nhiều món ngon. Kia Ti Súc trổ tài làm món cá nướng. Cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai còn đàn cho học trò nghe những bản nhạc Thái. Kia Ti Súc cùng vợ làm tái xế, hướng dẫn viên du lịch đưa Minh Vương đi thăm thú nhiều nơi. Tiền vệ 29 tuổi đến thăm công ty Sportco của vợ chồng Kia Ti Súc. Vợ chồng Kia Ti Súc đưa Minh Vương đi trà sữa Thái, thưởng thức bánh ngọt. Khi nhà cầm quân người Thái Lan còn dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai, ông rất thân thiết với các cầu thủ, trong đó có Minh Vương. Tiền vệ người Thái Bình cũng được Asarapa, bà xã của huấn luyện viên Kia Ti Súc, quý mến. Cả ba cùng nhau đi mua sắm. Nhà cầm quân người Thái Lan dặn dò học trò cũ luyện tập chăm chỉ khi trở về sau chuyến đi chơi này. Trong chuyến đi này, Minh Vương dành nhiều thời gian để thưởng thức ẩm thực. Bà xã Di Cô Thái kêu anh tăng 3kg trong 2 ngày. Minh Vương đáp lại anh chỉ tăng 2-5kg. Huấn luyện viên Kia Ti Súc chia tay Hoàng Anh Gia Lai hồi tháng 1 để gia nhập câu lạc bộ Công An Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt của Di Cô Thái, đội bóng ngành công an vượt qua khủng hoảng, thi đấu dần tốt lên và hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League với 28 điểm, kém Nam Định 4 điểm. Trong khi đó, sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương hiện giữ băng đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng phố núi đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League với 15 điểm, hơn đội cuối bảng Khánh Hòa 5 điểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.